thì đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, phòng khách là nơi nghỉ ngơi, giải trí và cũng là nơi đón tiếp khách của mỗi gia đình. Vì thế mà việc trang trí cho phòng khách là rất quan trọng. Về trang trí phòng khách cũng liên quan đến vấn đề phong thủy, thế nhưng không phải ai cũng đều am hiểu về nó để chọn những món đồ tốt. Theo các chuyên gia phong thủy, có những đồ vật tuyệt đối không được đặt trong phòng khách. Do đó, từ giờ đến Tết, gia chủ hãy vứt ngay ra khỏi nhà, kéo xui xẻo kéo theo cả năm mới. Xin mời quý vị cùng theo dõi chi tiết ngay sau đây. Thứ nhất, đó là hoa giả, cây giả. Để phòng khách thêm phần đẹp mắt, bắt mắt thì rất nhiều người chọn thay thế những bông hoa, cây cảnh thật bằng những cây cảnh giả như cây nhựa, hoa nhựa. Mặc dù nhìn bề ngoài thì cũng chẳng có gì là không tốt ở đây, thế nhưng với phong thủy dài lâu thì điều này lại ảnh hưởng nhiều đến gia chủ, nhất là với những bạn nữ còn độc thân thì sẽ chỉ tăng thêm vận tình duyên xấu hơn mà thôi. Với những cặp vợ chồng đã kết hôn thì rất dễ gây ra những rắc rối, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. 2. Đó là đồ sứ. Điều này khiến rất nhiều người bối rối vì nhiều nhà có một số đồ sành sứ đẹp đẽ trong phòng khách. Trên thực tế, đồ sứ không thích hợp để trang trí cho phòng khách, đó là vì đồ sứ thường dễ vỡ. Phòng khách có dòng người qua lại nhiều nên dễ bị người ta va vào và làm vỡ. Một khi đồ sứ bị vỡ thì đó thực sự là biểu tượng xui xẻo không tốt của gia chủ, thường không nên đặt đồ sứ ở phòng khách. 3. Là vũ khí sắc nhọn. Một số gia đình thích bày vũ khí như là đao, kiếm trong phòng khách. Trong phong thủy, chúng có tác dụng trấn trạch nhưng không đặt chính xác sẽ gây phản tác dụng. Bài trí những đồ vật này trong nhà lâu sẽ khiến tinh thần người sống trong đó hoảng loạn, nhiều áp lực, nghiêm trọng là còn gây hoang mang, lo lắng tinh thần xuống dốc, mất ăn, khó ngủ, sức khỏe giảm sút, kéo theo đó là tài vận cũng không lý tưởng. Đồ vật trang trí mang sát khí không tốt cho sức khỏe. Nếu muốn dùng đao kiếm trấn trạch thì không nên dùng chất liệu kim loại mà hãy đặt vật dụng bằng gỗ và tìm hiểu kỹ hướng đặt kiếm. Ngoài ra cần lưu ý không nên rút kiếm ra khỏi vỏ để không ảnh hưởng đến quan hệ của gia đình. Thứ tư là đồ cổ không rõ lai lịch. Khá nhiều người có sở thích sưu tầm đồ cổ, thường xuyên lưu tới những nơi bán đồ cổ để mua những món đồ lạ mang về. Khi mua về lại đặt trong phòng khách để làm vật trang trí luôn thể mà không biết được rằng nếu mua vài món đồ đó có âm khí nặng thì không chỉ tài vận long đong mà bản thân cũng không gặp được may mắn. Việc sưu tầm đồ cổ không hiếm là sở thích, đam mê, vừa thể hiện đẳng cấp giàu có hay sự am hiểu lịch sử, điều đó là tốt. Tuy nhiên đa phần đồ cổ ngày xưa đều được chôn theo các vua chúa, tộc trưởng, quan lại, đều là người đã khuất, bản thân nó sẽ bị ám khí của người chết vây hãm, là vật không hề cát lành, thậm chí còn mang tới sát khí, hãm hại gia chủ. Hơn nữa, dùng đồ cũ của người khác, nhất là khi không rõ lai lịch là điều không mang lại sự cát tường, bị coi là vật có sát khí. Có người còn sống khỏe mạnh sẽ không sao, nhưng nếu mắc bệnh trong người đã chết hoặc làm ăn thua lỗ, phá sản, vô tình bạn sẽ tiếp quản trường khí xấu, tự rước xui xẻo vào nhà mình. Bất luận thế nào để những đồ vật cũ không rõ lai lịch trong nhà đều không tốt, có thể phá vỡ cục diện phong thủy vốn dĩ cát tường trong ngôi nhà của bạn. Thứ năm, đó là thùng rác. Nhiều người hay đặt thùng rác trong phòng khách để tiện vứt đồ, tuy nhiên theo quan điểm của phong thủy, phòng khách là nơi hút tài lộc của ngôi nhà, gia chủ đặt thùng rác ở đây sẽ làm các nguồn năng lượng bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến tiền tài và sự nghiệp. Ngoài ra, gia chủ cũng không nên đặt quá nhiều thùng rác trong nhà, nhiều thùng rác sẽ sinh ra nhiều uế khí, ảnh hưởng tới vận khí, tài lộc của các thành viên trong gia đình. Theo phong thủy, dùng rác có thể đặt ở hướng đông, nam lệch, hướng về. Theo phong thủy, thùng rác có thể đặt ở hướng đông nam lệch về hướng đông, hướng tây bắc lệch về hướng tây, hướng đông bắc lệch về hướng bắc hoặc hướng đông nam lệch về hướng nam. Đây là những vị trí đặt thùng rác ít gây ảnh hưởng tiêu cực cho phong thủy của căn nhà, đặc biệt tránh hướng tây nam nếu không muốn ảnh hưởng trực tiếp đến người phụ nữ trong gia đình, vợ chồng lục đục, bất hòa. Nếu khó xác định được phương hướng hoặc hướng đó không thuận tiện giữa việc đặt thùng rác thì gia chủ chỉ cần đảm bảo để thùng rác gọn trong một góc, khuất tầm nhìn và có nắp đậy cẩn thận. Vâng, thưa quý vị thân mến, ngày nay có nhiều gia đình lựa chọn ghế sofa để đặt trong phòng khách vì sự êm ái, tiện lợi và không kém phần sang trọng. Tuy nhiên, đặt sao cho phù hợp phong thủy thì bạn phải lưu ý cẩn thận. Thứ nhất là chọn vị trí tốt để đặt sofa.
Theo phong thủy thì hướng sofa nên đặt ở vị trí vào là hướng vượng. Hướng vượng thì gồm có hướng đông bắc, hướng chính đông, hướng nam và hướng chính tây. Vì thế bạn nên đặt ghế dựa lưng vào tường theo các hướng sẽ giúp mang đến nhiều phú quý và tài lộc cho gia chủ. Thứ hai là ghế sofa phải hoàn chỉnh. Phong thủy coi trọng sự cân đối và hài hòa nên việc lựa chọn hình dáng sofa để bày trí rất quan trọng. Không nên bày một nửa bộ hoặc dùng kết hợp hai loại sofa với hình dạng khác nhau như vuông và tròn. Bạn nên chọn sofa có hình dáng, kích thước phù hợp với diện tích không gian của phòng khách. Nên chọn một bộ hoàn chỉnh, cân đối về kích thước và có cùng tông màu sắc. Nếu sofa có kích thước quá to và nó chắn hết diện tích của căn phòng hoặc là quá nhỏ trong phòng có diện tích quá rộng thì đều dễ gây ảnh hưởng đến tinh thần, tâm lý và bất an cho giấc ngủ. Thứ ba, đó là phía sau sofa nên có chỗ dựa. Khi bố trí ghế sofa, bạn nên để lưng ghế dựa vào tường. Xét từ góc độ tâm lý học, khi phía sau sofa là khoảng trống sẽ tạo cho người khác ngồi có cảm giác bất an. Bức tường phía sau sẽ giúp người ngồi vững chắc, giúp gia chủ dễ phát triển công danh và sự nghiệp. Ngược lại, nếu sau lưng sofa không có chỗ dựa thì sẽ dễ hao hụt về tài chính. Đặc biệt, lưng ghế sofa không nên hướng vào cửa sổ, cửa ra vào hay là lối đi. Ngoài ra, nếu đằng sau sofa không có tường để dựa thì bạn có thể đặt ở đó một chiếc tủ thấp hoặc một tấm bình phong để hóa giải. Tuy nhiên, không phải đặt vị trí sofa ở vị trí sau lưng tường đều tốt cả. Ví dụ như nhà bếp, nhà vệ sinh thì bạn không nên làm tường dựa cho ghế sofa. Thứ tư là phía sau sofa không nên có nước. Nếu sau ghế sofa là bể cá, tiểu cảnh ướt, không phải tiểu cảnh khô sẽ không tốt vì chúng thuộc hành thủy, thể hiện sự luân chuyển, bất ổn. Trong trường hợp này nên thay thế sự hiện diện của hành mộc thông qua việc bài trí chậu cây cảnh sau sofa, xét tốt nhất cho vận khí của gia chủ. Thứ năm, đó là không nên đặt sofa dưới đèn. Nhiều gia đình thường lắp thêm đèn chùm trong phòng khách để trang trí và tăng cường ánh sáng. Tuy nhiên không nên đặt sofa bên dưới đèn chùm vì sẽ khiến người ngồi ghế trên dễ rơi vào tình trạng căng thẳng, thần kinh. Nếu không thể dịch chuyển vị trí của sofa thì nên lắp đèn treo tường thay vì đèn chùm. Thứ sáu là phía sau sofa không nên để gương. Đây là điều cấm kỵ bởi khi có người ngồi trên sofa, phần gáy của họ sẽ bị người bên cạnh hay người ngồi đối diện nhìn thấy. Tuy nhiên, nếu đặt gương ở bên cạnh chứ không phải đằng sau sofa thì không sao cả. Thứ bảy, đó là sofa không nên đổi đối diện ở cửa chính. Khi sofa và cửa chính đối diện nhau tạo thành một đường thẳng, phong thủy gọi là đối xứng là điều không tốt. Nếu gặp phải tình trạng này thì tốt nhất bạn nên dịch chuyển sofa lệch khỏi cửa. Nếu không thể dịch được thì nên sử dụng bình phong làm như vậy. Khí từ ngoài qua cửa chính vào nhà sẽ không ảnh hưởng đến người ngồi trên sofa. Vâng, thưa quý vị thân mến, trên đây là những lưu ý phong thủy phòng khách mà gia chủ cần chú ý để đem lại may mắn, tài lộc cho gia đình. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.